Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đang có mặt ở khu D, là nơi trưng bày các dây chuyền máy móc cũng như các loại thiết bị để gia công đóng gói của các sản phẩm như là nhựa này, thủy tinh này, và các bao bì sử dụng các sản phẩm sử dụng một lần. Và các bạn chúng ta hãy cùng theo chân Ngọc để khám phá xem khu D này có những loại máy móc gì đặc biệt mà Việt Nam chưa có nhé. Let's go. Nếu các bạn đi đến ga tàu ngầm Sinh Cảm Tung, các bạn hãy ra cửa thoát hiểm A là sẽ đến khu bên này, bây giờ thì hãy đi qua cửa an ninh để check nhiệt độ và check khuôn mặt nha. Quét thân nhiệt và mặt thì bây giờ sẽ đến là kiểm tra an ninh. Ngoài ra thì còn có những cái dây chuyền để sản xuất về hoa quả sấy khô như thế này, với phương pháp là chiên bằng nhiệt độ thấp, nó sẽ giúp cho tốt cho sức khỏe nhưng mà nó không bị biến màu nguyên bản của sản phẩm, và tay các bạn cảm giác khi ăn thì nó không được dính dầu lên tay như các bạn sản phẩm thông thường trên thị trường hiện nay. Khi mà các bạn ăn snack cái hoa quả sấy khô này thì tay các bạn sẽ bị dầu cả, nhưng nếu với phương pháp sản xuất mới này thì tay hoàn toàn không được dính dầu, màu sắc được giữ nguyên vẹn và đảm bảo dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đây là một cái dây chuyền rất là hay nếu ai mà đang kinh doanh nha. Về mạng thực phẩm có thể nghiên cứu thêm nha. Cái dây chuyền này nó sẽ rơi vào khoảng từ 10.000 đến 15.000 đô la Mỹ cho một dây chuyền sản xuất đóng gói từ A đến Z, từ lúc mới sơ chế đến khi là thành phẩm cho dây chuyền sản xuất máy bim. Vâng, và Việt Nam là quốc gia một thế giới, và ngoài ra thì hiện nay thì những sản phẩm dùng một lần đũa thì dĩa dùng một lần là rất phổ biến, và đây là dây chuyền sản xuất những sản phẩm dùng một lần như thế. Nhà sản xuất máy CNC chuyên gia gia công kim loại, cắt kim loại, cắt kim loại và gỗ. Một chiếc máy như này có thể là 1m3 x 1m5, thì có giá là 2,2 đô la Mỹ. Mỗi chiếc thước thì sẽ có giá khác nhau, và những cái giá mà 2,2 đô la Mỹ trong cái máy với kích thước ra là 1m3 x 1m5. Ngoài ra thì còn có hệ thống máy về các CNC cho gỗ với những kích thước khác nhau thì cũng có giá thành khác nhau. Cái máy trà nhám như thế này thì nó sẽ có giá là 9.000 đô la Mỹ cho hệ thống máy như thế này các bạn nha. 9.000 đô la Mỹ tổng khoảng là 200 triệu. Trong 1 giờ thì có thể sản xuất ra 10.000 chiếc mặt lửa như thế này. Và chiếc máy 1 set dây chuyền đó có giá là 13 vạn nhân dự 13 vạn đô Mỹ, tương ứng với khoảng 3 tỷ. Cái này là cái vô cùng cần thiết cho Hoa Nam, cho các công ty logistics. Người bóng đăng tải này sẽ giảm hiểu được cái việc là nát hàng, hỏng hàng và giảm được chi phí nhân sự. Tuyệt vời. Ta cùng hỏi xem cái dàn nào. Cái dàn dây chuyền này là bao nhiêu tiền nhá? Cái máy, cái dây chuyền bao nhiêu tiền, màu xanh xương này là 3.900 đô la Mỹ, có tương ứng khoảng 7 triệu. Xong thì còn bấm chuyện vào cái dây chuyền này. Chưa kể cái con lăn băng tải ở phía đằng sau. Xin chào các bạn, hiện nay thì mình đang đến để về các thiết bị máy của trong bếp, cùng với máy trộn bột gia đình, máy trộn bột cho nhà hàng, có lò nướng công nghiệp, lò nướng gia dụng, thậm chí có cả khuôn của cái đồng xu mắc hết. Đây là hệ thống dây chuyền máy để phòng mang, nó có những sản phẩm ví dụ như là cái cốc giấy này cũng được, nó có các sản phẩm để phòng mang nhựa như này, hộp chế ăn thì nó có lại và các mặt nhựa này, đóng thành combo các sản phẩm nhờ đóng gói qua cái mạng nhựa như này. Đây chính là một cái của hệ thống làm bánh quy. Và tôi muốn khởi nghiệp để làm đồ
nhà máy sản xuất bánh quy gốc mơ của tôi đấy. Tôi sẽ trở thành một người sở hữu thương hiệu đồ ăn snack lớn nhất Việt Nam. Đây là một sản phẩm máy làm nhẹ bông tự động. Và cái này rất là phù hợp với các bạn đang kinh doanh ở khu vui chơi trẻ em hoặc ở những trung tâm thương mại. Với giá là $4,950, nó tương đương với khoảng 100 triệu. Đây quả là một cái mô hình rất là nhanh, có thể hoàn vốn chứ. Và tiếp theo sẽ là một cái máy vô cùng là mới lạ. Có thể kẹo bông đã có ở thị trường Việt Nam, nhưng máy này tôi đảm bảo hoặc là đảm bảo rằng chứ chưa có ở Việt Nam đâu. Đó chính là máy làm pizza. Đây là máy bán pizza tự động. Bên trong sẽ là một cái lò nướng bánh và chuyển biến pizza luôn. $7,900, nó tương đương với khoảng 8.860, 7 triệu cho một chiếc máy làm pizza tự động như này. Đây là một cái máy để làm thức ăn cho chó mèo và thức ăn cho gia cầm, gia súc. Tự nhiên là đây là một dạng thức ăn. Đây là thức ăn cho cá, đây là thức ăn cho chó mèo. Đây là thức ăn cho gia cầm là gà. Sau khi đã trộn đều các nguyên liệu vào với nhau. Fish feed machine. Cái này sẽ là làm different size, different size like có 3mm, 3mm, 4mm. Kích thước khác nhau. Okay. Chứ có trứng thì có cheese cơ chứ. Ừ, sản lượng không giống. Ừ, nó phải nhìn mỗi cái sản xuất bao nhiêu. Ok. Đấy. Tức là sẽ dựa vào cái cho ví dụ như cái máy này. Cái máy này là 150 kg/h. Như cái máy này là 150 cân thức ăn một giờ. Thì nó sẽ có giá là cho cái bộ nhà trên $2,400, nó sẽ tương đương bằng khoảng 80 triệu cho một hệ thống làm thức ăn cho cá 150 cân một giờ với công suất 100 cân. Việt Nam theo con đường chính ngạch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.